Hello, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã đến kênh Kha Kha TV. Khổng Tử. Nếu bạn ghét một người, vậy thì bạn đang bị họ đánh bại. Dục tốc bất đạt. Tốc độ quan trọng nhưng mà dục tốc thì bất đạt. Không muốn phạm sai lầm thì phải nhớ những lời vàng ngọc của Khổng Tử truyền dạy cho học trò. Nhịp sống đương đại diễn ra rất gấp gáp. Mọi người lúc nào cũng muốn nhanh chóng hoàn thiện công việc. Cảm giác như nếu chậm một giây thôi sẽ thua cả một đời. Nhưng ít ai nhớ rằng, dục tốc thì bất đạt. Trong cuộc sống hiện đại, ai cũng vội vã, ăn uống phải nhanh, nếu không sẽ đi làm muộn. Các cuộc gặp gỡ cũng nên kết thúc nhanh chóng để tiếp tục về tăng ca. Đến cả việc đi du lịch cũng gấp gáp, đi đâu cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Tất nhiên, trong thời đại hiện đại, tốc độ là một yếu tố vô cùng quan trọng nên con người dẫn tới thành công. Tuy nhiên, nếu cái gì cũng nhanh chóng gấp gáp, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều đó sẽ khiến chúng ta lúc nào cũng cảm thấy bộn bề, thậm chí còn dẫn đến những phán đoán và quyết định sai lầm. Khổng Tử đã từng nói, không ham nhanh, không ham lợi nhỏ, làm nhanh dễ hư chuyện, ham lợi nhỏ thì không làm nên được chuyện lớn. Không thể mù quáng theo đuổi tốc độ, không thể vì cái lợi trước mắt, tích lũy dần dần sẽ thành phú quý bền lâu. Tích lũy là điều kiện đầu tiên của sự thành công, muốn tích lũy tốt nhất nên chậm và chắc. Tử Hạ là một học trò của Khổng Tử, ông giữ một chức quan tại địa phương, ông rất phiền muộn vì công việc của mình tiến triển rất chậm chạp. Chính vì vậy, ông lần liên bái Khổng Tử và hy vọng có thể tìm sự giúp đỡ từ thầy mình. Sau khi nghe Tử Hạ kể, Khổng Tử nói rằng, ngươi đã lựa chọn con đường làm quan thì nên kiên nhẫn một chút. Phải biết nhìn xa trông rộng, vững bước cầu tiến, không thể chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt mà vội vàng hành sự. Nếu vội vàng, không những không để đi xa mà thậm chí còn mất hết những thành quả hiện tại. Tử Hạ. Sau khi nghe xong lời dạy của tiền nhân, ông quay về làm việc cần cù chăm chỉ, không còn nóng lòng muốn thành đạt thành quả sau này nữa. Một thời gian sau, quả thật đã làm nên đại sự. Hầu hết những người muốn nhanh đều không có kế hoạch ổn định lâu dài. Họ cũng thiếu lòng kiên trì để đạt được mục tiêu. Nếu bạn muốn có sự vinh quang, thịnh vượng lâu dài, bạn phải hiểu rằng dục tốc thì bất đạt. Vội vàng quyết định thì dễ phạm sai lầm. Đời Minh có một viên quan chuyên lo việc xử án địa phương. Tác phong làm việc của ông này vô cùng đặc biệt. Mỗi lần có người đến đây tố tụng, sau khi tìm hiểu nội tình vụ án, nếu như cảm thấy không khẩn cấp, ông liền bảo những người đến thưa kiện rằng mai hãy đến. Dần dần, ai trong vùng cũng đều chế nhạo ông, cho rằng ông lười biếng, không chú tâm vào công việc. Nhưng có ai nghĩ rằng ông đã làm một chút hành động của mình đến ngày mai mới xử? Thật ra là những người đến kiện một khoảng thời gian để suy nghĩ lại, và cũng chính cho viên quan thời đấy để bình tâm suy nghĩ lại về việc họ có thấu đáo, tránh những trường hợp oan sai. Nếu thật sự thận trọng, không vội vàng, ta sẽ tránh được những sai lầm không đáng có. Dục tốc thì bất đạt. Muốn đưa ra quyết định một cách đúng đắn, đầu tiên phải tĩnh tâm, sau đó bình tĩnh suy nghĩ, xét lại, từ đó mới có thể quyết định một cách khôn ngoan. Có nhìn xa thì mới thấy được nhiều điều hay. Trong lịch sử, rất nhiều người kẻ nóng ngóng đi tìm kiếm những thành công, nhưng cũng có người mưu tính sâu xa, lấy chậm làm chắc để thắng người. Gia Cát Lượng ẩn cư trong Long Trung, không phải vì không muốn làm đại sự, ngược lại, vì tham vọng lớn nên phải ẩn mình để chờ thời, để tìm người xứng đáng cho mình phò tá làm nên đại nghiệp. Khi Niêu Bỉu đến mời, Gia Cát Lượng 3 lần từ chối để khảo nghiệm xem Niêu Bỉ kiên nhẫn và kính trọng người tài đến đâu. Chậm là một loại trí tuệ, lấy tĩnh chế động mới là trí giả. Cuộc sống hiện tại rất phức tạp và xô bồ, mỗi ngày đều có nhiều sự kiện ập đến với ta, gây trở ngại cho ta. Chỉ cần chúng ta ổn định lại tinh thần, lấy tĩnh tâm làm gốc, sẽ có thể xác định được chính xác tình huống, đưa ra cách giải quyết chính xác, tốn công ít mà thu hoạch nhiều.
Sau đây là 20 lời răn của Khổng Tử, điều 19 ai cũng phải giật mình. Các bài giảng và triết lý của Khổng Tử có sức ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống và tư tưởng các dân tộc Đông Á. Cuốn Khổng Tử Thế Gia của Tư Mã Thiên viết, Khổng Tử năm 551 đến năm 479 trước công nguyên, sinh ra ở Ấp Châu, người nàng Sương Bình, nước Nỗ, nay là huyện Khúc Phụ, Sơn Đông, Trung Quốc. Khi mới chào đời, đỉnh đầu ông gồ lên ở giữa nõm xuống, nên được đặt tên là Khâu, tức là cái gò, từ là chọc ni. Năm lên ba, Khâu mù cô cha, lớn lên phải làm nục vất vả để nuôi mẹ, nhưng rất ham học. Năm 19 tuổi, ông lấy vợ và làm một chức quan nhỏ coi kho. Năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò ông là Khổng Phu Tử, gọi tắt là Khổng Tử. Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng Trung Hoa. Các bài giảng và triết lý của ông có sức ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và tư tưởng các dân tộc Đông Á. Các triết lý của Khổng Tử nhấn mạnh sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức, tu thân, tẩy gia, trị quốc, bình thiên hạ, đưa ra các quy tắc trong các mối quan hệ xã hội, đề cao đạo trung dung và các đức tính nhân nghĩa, lễ, trí, tín. Khổng Tử đề cao mối quan hệ gia đình, thờ cúng tổ tiên, trẻ kính, trọng già, vợ tôn, trọng vợ chồng, và gia đình là căn bản cho một xã hội lý tưởng. Ông cũng lấy luôn những điều tốt đẹp trong quá khứ làm chuẩn mực và khuyên người Trung Quốc, đặc biệt là tầng lớp cai trị, tự đổi mới mình dựa trên những hình mẫu, những vị vua hiền trong quá khứ. Các tư tưởng của Khổng Tử đã được phát triển thành một hệ thống triết học và được gọi là Khổng giáo. Dưới đây là 20 lời răn của Khổng Tử với hậu thế. 1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. 2. Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người. 3. Quân tử đồng đại bao dung, tiểu nhân hẹp hòi tính toán. 4. Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng, dễ đi, vì không gặp phải chông gai chí nguyện không kiên cường. 5. Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo. 6. Làm ơn chớ đền đáp, mong cầu đền đáp, đấy là có mưu tính. 7. Thấy nợ đừng nhúng tay hắc ám tâm trí. 8. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng. 9. Ngồi bàn việc đừng ra vẻ anh hùng, vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã. 10. Biết có lỗi mà không chịu sửa thì đó chính là lỗi. 11. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều sằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy. 12. Cứ xét tâm tánh thì đừng cầu không khô khắc, vì không khô khắc thì sở học không thấu đáo. 13. Trong ba người cùng đi, tất có người là thầy ta. Hãy học theo cái hay mà tránh cái dở. 14. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy. 15. Chim trước lúc chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết thương người nói nương thiện. 16. Người không biết lo xa, tất gặp phải ưu phiền trước mắt. 17. Việc mình không muốn làm, đừng bắt người khác làm. 18. Danh không tránh, lời chẳng xuôi. 19. Người quân tử không để bạt kẻ nói lời hay, cũng không được bỏ ngoài tai lời kẻ xấu nói phải. 20. Ai cũng có quyền được học hành, giáo dục, không phân biệt loại người. Trên đây là 20 lời răn dạy của Khổng Tử dành cho hậu thế. Chúng ta hãy lắng nghe và áp dụng thật triệt để lời Khổng Tử đã nói. Các bạn thấy hay thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký của kênh Kha Kha TV và nhấn vào nút quả chuông để mình sớm ra video sớm nhất nhá. Xin chào mọi người nhá.